Mình là Dương Quốc Thịnh, có bán gạo nha, 0949063570, thành phố Sa Đéc về đêm nha các bạn. Đó, đây hướng này là về cầu Sơn Ba nè, hướng đó là về Vĩnh Phú, Trần Phú á, đó hướng đó là về Trần Phú. Còn cái hướng này là lên cầu Sắt Quay nè, trên cầu Sắt Quay, hướng này lên cầu Sắt Quay các bạn, hướng đó lên cầu Sắt Quay á, quay bị hư sửa lại đó, hướng này lên cầu Sắt Quay nha. Sa Đéc về đi. Đó. Thì cái hướng này lên cầu Sắt Quay nè. Đó. Đó, cầu Sắt Quay đó các bạn. Đó, lên dốc đó. Thành phố Sa Đéc về đêm nha các bạn. Thì mình quay cho các bạn coi thành phố Sa Đéc rồi. Đây hướng này là về cầu Sơn Ba nè, đây hướng này về đường Trần Phú nè, đường trong trường trung học á. Minh nè, thành phố Sa Đéc nha các bạn, thành phố Sa Đéc về đây, cầu Sắt Quay nha, cầu Sắt Quay đây, đó cầu Sắt Quay nút đó, đó là hướng đó là cầu Sắt Quay đó. Sa Đéc về đêm, Sa Đéc về đêm, Sa Đéc về đêm. Cái hướng này là về về công ty du lịch nè, đây cái hướng này về công ty du lịch nè, hướng này về công ty du lịch nè các bạn, công ty du lịch trường Nam này nè các bạn, đây trường Nam này nè, cái góc này trường Nam nè, quán cà phê Diba ngay góc đó đó, chơi phương rồi đó ngay góc đó đó. Thì cái góc đó đó, đây cầu Sắt Quay nha các bạn, cầu Sắt Quay, cầu Sắt Quay là hướng này, hướng đó là cầu Sắt Quay, đó là cầu Sắt Quay nha các bạn. Đây cái bùng binh nè, bùng binh của mình nè, bùng binh ngay cầu Sắt Quay nè. Bạn thấy đẹp không? Ban đêm đẹp lắm. Đó. Xa xa đằng kia là trường Quang Minh đó các bạn, trường Quang Minh cũ đó. Có cái góc đó là trường Quang Minh đó. Đó. Góc đó là trường Quang Minh đó. Thì mình review, mình quay lại cho các bạn coi. Đó. Quay cho các bạn coi. Đó.
trướng này là về cầu cái sân ba. Ban đêm đẹp ha. Thì các bạn có thích thì cho mình một cái đăng ký, một cái like đó. Thích cho mình một đăng ký, một cái like. Mình cứ select vậy đi. Đẹp không? Đây đẹp không? Một cái đăng ký, một cái like để mình phấn khởi đồ lên, quay cho đẹp đẹp hơn chút nữa, nói nhiều nhiều hơn chút. Đây. Đến đây còn sắp quay á. Đến đây là còn sắp quay á các bạn. Xe rét về đêm nha. Đó. Rồi, mình xin kết thúc cho các bạn. Đó. Ai có thích thì nhớ cho mình có đăng ký một cái like cho mình phấn khởi rồi lên. Bữa nay là ngày 28 tháng 5 2020 nha các bạn. Lúc này cũng 6 giờ mấy rồi. Thôi mình xin kết thúc nha các bạn. Kết thúc.